quý vị, sáng nay Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy. Hội nghị lần này được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 70 điểm cầu trên địa bàn thành phố với sự tham gia của hơn 400 đại biểu. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng khẳng định nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên. Thời gian qua, Thành ủy Đà Nẵng luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, cụ thể, chú trọng về cả số lượng lẫn chất lượng đảng viên. Số lượng đảng viên mới hàng năm bình quân tăng 25%, chất lượng trình độ đảng viên trên địa bàn ngày càng được nâng lên. Năm 2022, số đảng viên kết nạp có trình độ đại học trở lên là 996 đảng viên. Bí thư Thành ủy cũng thẳng thắn nhìn nhận, mặc dù tỷ lệ đảng viên kết nạp hàng năm tăng khá cao, nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu của nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22 đã đề ra. Thực tiễn hiện nay cho thấy công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên ở địa bàn khu dân cư, trong doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Tỷ lệ kết nạp đảng viên là người dân tộc thiểu số, người theo tôn giáo, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên còn thấp và chưa đạt được yêu cầu. Công tác phát triển đảng viên tại một số ngành, lĩnh vực như giáo dục, y tế chưa tương xứng với nguồn lực hiện có. Việc thực hiện quy trình, thủ tục, hồ sơ kết nạp đảng tại một số cấp ủy, tổ chức đảng phát sinh một số khó khăn, bất cập, nhất là công tác tạo nguồn và tạo môi trường hoạt động để phát triển đảng viên. Thực trạng trên đặt ra rất nhiều vấn đề cấp bách cần phải được quan tâm, nhìn nhận, phân tích một cách nghiêm túc, kỹ lưỡng và toàn diện. Hội nghị lần này, các đại biểu tập trung thảo luận về những vấn đề như phân tích, đánh giá cụ thể về nguồn phát triển đảng viên, các nhóm, lĩnh vực, khu vực có tiềm năng với số lượng quần chúng tương đối lớn, phương pháp cách làm hay trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, các cơ chế chính sách nguồn lực cần thiết cho công tác này, môi trường cho quần chúng hoạt động, rèn luyện, để thể hiện các phẩm chất của quần chúng ưu tú, các tiêu chí, tiêu chuẩn xét chọn đảng viên mới, công tác quản lý đảng viên sau kết nạp.